Chào mừng các bạn đã đến với một buổi livestream tiếp theo của mình. Và hôm nay mình sẽ nói về chủ đề Education. Đây là một bài task 2. Và mình nghĩ là mình rất là quan tâm tới task 2, tại vì hiện tại nó là thế mạnh của mình. Và chưa kể, task 2 sẽ gấp đôi số điểm của task 1 luôn. Cho nên các bạn, nếu mà mình tập trung mình làm cho tốt task 2 thì nó sẽ kéo điểm lên rất là ok. Ok. Và chủ đề mình vừa thi gần đây đó là ngày 10 tháng 9 đó, đó chính là chủ đề về education. Và câu hỏi đây là is this a positive or negative development? Development ở đây á, các bạn nhìn vô nó không phải là sự phát triển gì cả, nó mang nghĩa là một cái trend đó, bạn có thể hiểu nó là một cái xu hướng nào đó. Ok ha. Rồi. Thì đề này nhìn vô cũng khá là đơn giản mọi người. Many universities are now replacing face-to-face teaching with online courses. Is this a negative or positive development? Right? Người ta đưa mình một cái sự thật, đưa mình một cái fact là hiện tại thì khá là nhiều trường đại học bắt đầu thay thế những cái khóa học gặp mặt nhau face-to-face, nghĩa là học trực tiếp. Với bằng những cái khóa học online, thì đây là một xu hướng tích cực hay là tiêu cực vậy? Thì nhìn vô đây thì khi mà các bạn gặp những cái đề mà người ta có hai hướng á, positive, negative, advantage, disadvantage, thì mình khuyên là những cái đề theo kiểu là discussion, người ta đưa hai quan điểm rồi kêu bạn phải discuss và bạn đưa ra quan điểm của chính mình, thì tốt nhất là bạn sẽ nên nói một ít về mỗi bên luôn. Ok ha, chứ mình đừng có chỉ hướng về một bên. Đó là cách dễ nhất để mà ăn điểm của những cái dạng này. Thì chắc chắn là bạn nên discuss, nó vừa positive, nó vừa negative luôn, nhưng mà bạn nên nghiêng về một phía nhiều hơn. Oh, hello bạn Pinh Anh, 29 tháng 8. Hoài thích hét. Thầy đang live, mình đang live trực tiếp chứ không phải là phát lại đâu nha. Sẽ phát lại bên IT, bên này live trực tiếp. Rồi. Cái tip đầu tiên cho các bạn đó là gặp những dạng writing trong IELTS, cố gắng viết theo hai hướng luôn. Ok ha, cố gắng viết theo hai hướng luôn. Thì bây giờ mình thử, mình nhìn vô cái cách nào mà mình có thể mình brainstorm một xíu. Nhưng mà trước khi brainstorm á, mình thử mình học một số từ vựng đi mọi người. Rồi, let's try to paraphrase university. Rồi mọi người ơi, mọi người type giúp mình trong phần comment đi. Thì bây giờ university, mọi người sẽ có những cái cách nói nào khác. Rồi, mình đợi mọi người nha. Nói về đại học nha, những cái trường đại học. Để mình coi mọi người viết cái gì nào. Có bạn thì viết là institution. Higher education, ok. College, ok. Thực ra thì ở Việt Nam thì mình có phân biệt là cao đẳng và đại học, chứ ở nước ngoài thì kiểu nó cũng tương tự nhau á. Gì nữa, gì nữa. Có bạn thì ghi là higher education thì đúng rồi, nhưng mà cái này chỉ là việc giáo dục cấp đại học thôi, nó chưa có bằng nghĩa với là đại học. Thì đây mình muốn giới thiệu thêm một cái chữ này nữa. Nó mới đầy đủ ha. Đó chính là Higher Education Institution. Nha các bạn. Được không? Rồi, còn gì nữa? Nói về học thuật á, thì mình có một chữ này nữa. Academic Institution. Rồi, được không? Để coi có bạn nào trả lời đúng ý không? Academies nó thiên về học viện nhiều hơn á Nhung. Cho nên là nó chưa chính xác lắm ha. Mình chỉ có thể thay thế bằng những chữ này để paraphrase cho ý là university. Một cách nó tự nhiên. Bạn dùng, có bạn thì dùng campus. Thì campus chỉ là khuôn viên trường thôi, không phải là nói về đại học nha. À, sorry bạn Trà Nhiệt Đới. Không, thầy up live cũ. Để mình tắt mic mình up lên trên IT cho Trà xem nha. Tertiary education cũng good, nhưng mà nó nên có chữ institution nữa, tại vì mình đang nói tới những cái tổ chức mà, đúng không? Đó, ngoài ra mình còn chữ gì không?
Trước mắt thì mình thấy đây là những cụm khá là ok rồi. Bây giờ mình thử paraphrase tiếp cụm từ thay thế cho online education, tại vì mình sẽ phải nhắc tới cụm này hoài luôn. Mình sẽ nhắc tới cụm này hoài trong trong bài viết luôn, nên là mình phải cố gắng mình thay thế được, chứ không chỉ là lúc nào cũng online courses. Cái đề là mình để bên cái khung màu cam ở bên tay phải đó mọi người. Mọi người thể đọc cái khung đó nếu mọi người vô trễ ha. Ôi, có bạn KD xịn quá. Virtual classes, chính xác. Còn gì nữa? Cũng là một cách. Ok. Nó không hẳn là đồng nghĩa, nhưng mà mình có thể biến tấu nó đúng mặt, đúng về mặt ngữ pháp. Rồi. Còn chữ nào nữa không mọi người? Oh wow, love me, love my dog, distance learning course. Ok, chính xác. Mình sẽ viết vô đây nha. Hay quá. Ok. Rồi, còn gì nữa mọi người ơi? Mọi người biết quá là nhiều vocab luôn á. Mình chỉ cần hỏi mọi người thôi là ra đáp án luôn rồi. Không có cần không có cần phải suy nghĩ nhiều. Remote. Remote study. Chưa 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 tự nhiên lắm. Mình sẽ để là remote learning nha mọi người. Nó sẽ là remote learning courses. Rồi, nói tới online thì phải liên quan tới internet đúng không? Thì internet thì phải dùng gì? Internet base. Cứ nhớ nha, cái gì mà nó được trên cái nền tảng nào đó thì mình sẽ dùng là cái gì đó cộng với chữ based. Internet based courses hay là internet based learning. Cái việc học thông qua internet thì nó cũng là học online. À, bạn Trịnh Hưng chính xác. À, có bạn dùng e-learning. E-learning có thể dùng thêm chữ program xem nào, những cái khóa học e-learning cũng là online courses. Ok ha. E là electronic đó mọi người. À, để coi còn mọi người đang trả lời cái gì nữa không. Learning on screen hả? Hoàng. Mình sẽ không nói learning on screen. Rồi, còn bạn nào có câu trả lời khác không? Chính xác rồi. Mọi người quá xịn luôn. Ok, nãy giờ là mình thấy là mình cover cũng đầy đủ những cái vocab rồi, thì đây là hai cụm từ mà mình cần phải nhắc đi nhắc lại nhiều nhất trong bài viết. Được không? Thì bây giờ mình thử nói tới cái approach của dạng này nè. Nếu mọi người thấy cái live của mình nó có ích thì bây giờ mọi người bấm cái nút follow hen. Bấm nút follow đi để lần sau TikTok nó sẽ báo cho mọi người khi mình có làm livestream tiếp theo á. Bấm vô nút follow nhé, đừng quên. Rồi, thank you mọi người đã bấm nút follow. thank you so much. Rồi bây giờ hỏi nè, bây giờ mình bắt lại cái đề cho mọi người. Let's brainstorm together, ok? Mình hãy thử brainstorm cùng nhau ha mọi người. Thì bây giờ á, mình nói tới cái negative trước đi. Mình nói tới cái negative side đi. Tại sao? Tại vì trong body 1 mình định nói tới cái negative trước, rồi body 2 mình mới nói tới cái positive. Nhưng bài này thì cũng giống như bài trước, mình sẽ áp dụng cái phương pháp là chửi đối phương. Nói vậy cho nó vui thôi. Thì chửi đối phương có nghĩa là gì? Mình nêu ra, mình giải thích ra một cái quan điểm của phe đối lập mình. Sau đó mình tìm cách để mình làm cái luận điểm của họ yếu đi. Đó gọi là cái bước là rebut, là cái counter argument của bên đối phương. Thì bây giờ mình cho đối phương là cái team negative trend, mình sẽ là team positive trend. Thường là cái nào mình không có agree á, mình sẽ giải quyết nó ở body 1. Ok ha. Sau đó mình sẽ nói tới những cái mình agree ở body 2. Đó là cái approach của mình ở những bài thi gần đây. Đó, và điểm nó rất là ok luôn. Thì bây giờ mọi người thử list ra giùm mình một số cái idea đi. Bạn có thể list ra bằng tiếng Việt hay là list ra bằng tiếng Anh cũng được. Ok ha. Rồi, thì nghĩ sao nó là một cái negative trend vậy mọi người? Tại sao cái việc học online á, nó là một cái xu hướng tiêu cực vậy? Tại sao? Đưa ra một số lý do nào. Bạn có thể đưa tiếng Việt hay tiếng Anh gì cũng được ha. Bạn mỉm cười. Đáp án là lack of interaction and concentration.
Thiếu tương tác và tập trung. Chính xác, đây là một idea rất là tốt. Nhưng mà tiếp theo thì bạn phải giải thích như thế nào là thiếu tương tác, như thế nào là thiếu tập trung, tại sao lại như vậy. Ok, trà nhiệt đới, đúng rồi, bài này dùng counter argument ha. Bạn Mai Nguyễn nè, lack of real time interaction. Thật ra thì mình đợi xíu uống miếng nước đã, khô họng quá. Bạn có thể hiểu online course theo hai hướng. Một là online course mình theo kiểu là video xem lại. Hai á là online course theo kiểu là mình học trực tiếp với giáo viên luôn, real time luôn. Nhưng mà nó thông qua một cái nền tảng nào đó, ví dụ như là Zoom chẳng hạn, hoặc là Google Meet, đúng không? Thì mình đang hiểu theo cái cách thứ hai, chứ mình không có hiểu theo cái cách là xem video nha. Tại vì bên trung tâm của mình dạy những cái khóa online cũng là dạy thông qua class in, một cái nền tảng học là tương tác trực tiếp với lại giáo viên luôn, chứ không có phải là chỉ xem video ở nhà rồi. So thường người ta nói online á, là đang nói tới những cái course mà mình tương tác trực tiếp nhưng mà thông qua một cái nền tảng, chứ không phải là xem lại video đã quay sẵn. Ok, thì có bạn thì sẽ nói là lack of teamwork. Teamwork skill hả? Có thể, nhưng mà nếu bạn nói mà lack of teamwork thì mình lại nghĩ ra một cái ý để mình phản bác lại, đó chính là chưa chắc nha. Tại vì mình có những cái tool như là breakout room của Zoom đi, bạn bạn chia nhóm được mà, mình vẫn có thể đi vô đó mình làm việc nhóm được mà, nên là có chắc là không thể làm teamwork không? Thì đây là cái cách mà mình đang brainstorm một cái idea nào đó, sau đó mình nghĩ lại cái ý để bẻ lại luận điểm đó để mình prove rằng cái ý của mình nó đúng hơn. Limit physical interaction between teachers and student. Yes, physical interaction. Nhưng mà tại sao, bạn Hạnh thử suy nghĩ xem tại sao cái việc là cái limited interaction between teachers and student nó lại xảy ra? Bạn phải giải thích ở những cái câu sau nữa. Trịnh Hưng thì là lack of practical experience, những cái trải nghiệm thực tế hả? Cái ý nó còn chưa có rõ em, nên em phải giải thích ra một xíu nữa nha. Student may be play game. Ok, bạn 10 giờ đi ngủ, có một cái ví dụ rất là hay, đó là students may be playing games while studying. Đây sẽ là một cái ví dụ, nhưng mà mình phải khái quát hóa hơn nữa khi mà mình đưa ra cái luận điểm á, tại sao nó là một cái negative trend á. Mình phải khái quát hóa cái ý đó thành một cái gì đó nó chung hơn. Thì ở đây sẽ là lack of focus hay là lack of concentration, đúng không? Đó, xong mình cho ví dụ, for example, students may turn off their cameras and play games instead of studying in an online class, đúng không? Đó, thì cái đó sẽ là cái ví dụ, nhưng mà cái ý chính mình muốn nói tới ở đây sẽ là cái reduction in focus của student, đúng không? Thì cái đó mới là cái ý chính mình cần nói trước đó. Lack of discipline, đúng rồi. Unreliable internet connection. Yes, đó là một cái risk. Nhưng mà hiện tại thì theo thầy biết, theo mình biết là internet nó đã khá là phát triển. Technology nó khá phát triển, cho nên là mọi người, cái vấn đề về internet connection nó không phải là một cái vấn đề quá quá lớn. Ok, nên khi các bạn chọn idea cho writing á, bạn cũng nên chọn những cái idea nào mà nó đủ representative, nó đủ đại diện cho số đông, và nó kiểu như là nó sẽ được hầu hết mọi người đọc vô và mọi người đồng ý với lại cái ý đó luôn. Còn nếu mà mình đưa ra cái ý mà nó chỉ đúng với lại một cái thiểu số, một cái nhóm người nhỏ thôi á, thì idea đó không phải là idea tốt. Ok ha. Rồi, bạn Suka đẹp gái, easily distracted because lack of teacher supervision. Good idea. Lack of discipline. Thì nó cũng liên quan tới cái ý là lack of focus, đúng không? Thì khi bạn brainstorm ra nhiều ý thì bạn cố gắng mình thử viết ra, sau đó mình gom lại coi những cái nào nó bị trùng. Mình coi coi mình có khái quát hóa nó được thành một cái keyword nào đó không? Và cái ý nào sẽ là ý example của cái ý lớn hơn nha. Đây là một cái cách để mà mình có thể tập luyện cái tính coherence của mình, luyện cái suy nghĩ một cách nó logic hơn. Khi bạn ở nhà bạn brainstorm, bạn cứ ghi ra hết. Nhưng mà những cái nó quá cụ thể á, thì mình sẽ không gọi nó là luận điểm mà nó phải là ví dụ thôi.
ví dụ như chơi game thay vì học, thì bây giờ nói chung hơn là gì, là bị thiếu tập trung đó. Thì cái thiếu tập trung đó mới là ý chính, nó mới là luận điểm của mình đó, ok ha. Ảnh hưởng personal interpersonal skill, good, chính xác. Nhưng mà em nên giải thích thêm, đây là một ý có thể argue được ha. Rồi, các bạn idea siêu tốt. Bây giờ tới nói tới positive nha mọi người. Positive. Bây giờ thử suy nghĩ nha. Về phía học sinh đi, thì có lợi gì? Học sinh có được cái lợi gì khi họ học online mọi người? Đưa vào ngữ cảnh bản thân luôn. Bây giờ nếu mà bạn học online thay vì bạn phải đi đến cái campus của trường để học, thì bạn có cái lợi gì? Cái lợi cho chính bạn là học sinh á. Mọi người type ra thử coi. Bây giờ mình qua body 2 nha. Time flexibility, đó là một cái cho những cái khóa mà đã quay sẵn. Ok. Bạn KD save time and effort, đúng rồi. Save time, bạn phải nói rõ hơn là save save time làm gì, cái tốn thời gian đó đến từ đâu. Nó đến từ cái việc là bạn phải commute to, đúng không, bạn phải travel. Bạn phải commute, bạn phải travel to school. Đúng rồi, chính xác. Students can learn from far away. Thì ok, bạn nói là students can learn from a distance, đúng không? Thì cái đó liên quan tới cái convenience, và cái đó liên quan tới việc là time saving, đúng không? Self arranging schedule hả? À, kiểu liên quan tới flexibility, ok. Rồi, còn gì nữa, còn gì nữa. Để mình xíu nha mọi người. Còn gì nữa không? Can learn from everywhere. Ok, rồi. À, có một cái ý khác nè. Bạn này rất là hay. Deadline is coming. Reduce burden on the facility of university. Đúng rồi, có nghĩa là universities có thể save costs of maintaining những cái facilities, đúng không, của trường. Nghĩa là nó bị giảm cái áp lực, gánh nặng lên những cái tiện ích của trường, những cái cơ sở vật chất của trường. Chính xác. Đó là một ý có thể khai thác nè. Rồi, bây giờ tới về phía trường thì trường có lợi gì mọi người? Đó, nếu vậy thì mình khi mà mình viết á, mình muốn cho nó đầy đủ thì mình thử consider cho hai phía luôn. Học sinh sinh viên có lợi khi học online nha. Bây giờ về phía của trường. Về phía của trường thì trường có lợi gì mọi người khi 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 mở những cái lớp online kiểu như vậy? Đào mọi người thử brainstorm ngay tại chỗ nha và đưa cho mình một cái idea xem. Various sources available. Mình chưa hiểu lắm nha, Julian. Ok, save electricity. Cự giải nhà trường tiết kiệm chi phí thuê mặt bằng. Yeah, có thể là tiết kiệm chi phí, nó liên quan tới là operations nói chung nè, chi phí hoạt động nói chung nè. Thì chi phí mặt bằng là một phần của chi phí hoạt động. Thì mình có thể nói tới operations cost, đúng không? Bạn Mai Nguyễn rất là hay. Attract a wider range of students. Chính xác. Thứ nhất là trường có thể save được more money. Thứ hai là trường tiếp cận được những học sinh sinh viên ở xa. Tưởng tượng coi nếu mà họ phải đi đến trường học, nhưng mà trường này ở miền Nam nhưng mà các bạn ở miền Bắc muốn học thì chỉ có thể học online thôi, đâu có đi học offline được, đúng không? Đúng đó, bạn Lý Bình nói là remove geographical barriers. Chính xác. Đó. Thì đây là một cái ý mà mình muốn khai thác trong bài viết của mình luôn. Đó. Thì rất là hay ha. Nghĩa là có thể tap into một cái market mà đó giờ sẽ không có thể mà khai thác được nếu mà bạn chỉ dạy tại campus thôi. Đó. Thì có vài ý hay có thể viết rồi, đúng không? Rồi. Thì như thế thôi là bạn đã có được một cái body 2 rất là ok.
Ồ, có một bạn có một cái idea rất là hay là avoid school violence. Ok. Hoặc là ở Mỹ thì còn có xuất hiện vấn đề là school shooting nữa đúng không mấy bạn, kiểu bắn súng ở trong trường á. Wow. Thì cũng hơi đáng lo ngại ha. Rồi. Bây giờ mình hãy thử nhìn cái phần brainstorm của mình đây. Thì nói về cái cách mà mình sẽ thiết kế cái body của mình á, thì đầu tiên mình sẽ có body paragraph 1, là mình sẽ address cái counter argument. Counter argument ở đây là đang nói tới cái ý của đối phương. Thì ý của đối phương đây là gì? Là cái nhóm người mà nghĩ rằng cái trend học online là cái trend rất là tiêu cực. Đó sẽ là cái counter argument. Và mình sẽ giải thích là tại sao họ nghĩ nó tiêu cực. Được không? Đây là cách để bạn viết á. Mình đang chỉ các bạn viết theo kiểu là counter argument ha. Sau đó, bạn phải challenge nó, bạn phải refute nó. Có nghĩa là bạn phải đánh vô cái luận điểm của đối phương là no, những cái mày nói nó không hoàn toàn đúng đâu. Tìm những cái lỗi của cái luận điểm và nêu ra cái lỗi đó là bạn đã hoàn thành cái mục tiêu của body 1. Ok. Bạn Đức Kinh, mình có re-up ở IT ha. IT hay tên là viết lật mặt là sao? Đó, mình sẽ đăng lại trên nền tảng đó. Còn đến body 2 á, thì các bạn lại argue là tại sao overall nó lại là một cái positive trend. Ok ha. Đó, thì ở đây mình sẽ có từ 2 đến 3 ý. Rồi, thì bạn hiểu được cái structure chung của bài này chưa? Mình sẽ đi theo hướng đó đó. Nếu mà các bạn sắp thi IELTS thì các bạn có thể đăng ký thi ở bên mình nha. Tại bên mình là hiện tại đăng ký có nhận đăng ký thi giùm mấy bạn. Mấy bạn chỉ cần các bạn hỏi là đăng ký ở đâu thì các bạn chỉ cần vô cái page ở bên phở bò đó là IELTS của Radio, các bạn nhắn tin đó là em cần đăng ký thi. Thì hiện tại nha, bên 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 trung tâm thì vẫn còn hỗ trợ cho các bạn thêm 200 cành nữa, là một cái discount nho nhỏ, nhưng mà sắp tới là sẽ hết rồi. Sắp tới tụi mình sẽ có một cái chương trình khác cho mọi người. Các bạn có thể tiết kiệm được money đó nếu mà các bạn đăng ký. Tại vì mình là đối tác của hai hoạt động thi luôn. Ok, bây giờ mình nhìn thử cái body 1 nha. Rồi, mình sẽ cho mọi người thấy được cái phần outline. Thì bạn nhìn vô cùng mình theo dõi cái flow đi bài ha. Body 1 là counter argument và rebuttal. Rebuttal là cái phần mà mình chửi lại cái quan điểm của đối phương. Thì cái phần criticism là gì? Là khi mà họ nói đây là một cái negative trend á, thì nhiều người cho rằng đây là một cái negative trend tại vì online courses thì nó thiếu engaging, là nó không có làm cho người ta bị cuốn và tham gia vô cái bài học được, less engaging và nó thiếu tương tác. Đó, có người thì nói như vậy tại vì nó thiếu non-verbal cues. Ở đây là một cái cụm từ rất là hay mình muốn giới thiệu tới mọi người ha. Thì non-verbal cues là những cái liên quan tới body language nè, đó, hay là ánh nhìn nè, eye contact nè. Ok, thì hai cái đó liên quan là non-verbal cues. Verbal ở đây là lời nói. Thì những cái dấu hiệu không có liên quan tới lời nói, như là những cái dấu hiệu liên quan tới tay, chân, body, tư thế, rồi ánh mắt gì đó, nụ cười. Ok, cho nên là kiểu khi mà bạn học online bạn tắt hết camera đi, thì cái đó thì nó gọi là lack non-verbal cues, nó bị thiếu non-verbal cues. Ok, sau đó bạn chửi lại nó. Bạn nói là đâu, bây giờ mình technology bây giờ xịn lắm, mình có technological tools nè để làm dịu bớt cái sự nhàm chán và để tăng cái tính tương tác. Ví dụ như mình có class in hay là zoom đi, mình có những cái interactive features, những cái đặc điểm của những cái nền tảng đó, nó rất là mang tính tương tác rất là cao. Ví dụ như mình chia room ra nè, hoặc là có những cái tool ở trong những cái nền tảng đó để giúp mọi người có thể tương tác tốt hơn với nhau. Q&A, live polls. Live polls là kiểu chọn câu hỏi hay là vote trực tiếp ở trong cái bài học luôn á. Chúng có nhiều cái cũng hay. And then quality of teaching á, nó không
nó không có liên quan tới cái việc là học online hay là offline. Tại vì trước đó mình có nhắc tới cái ý là less engaging, là trước đó mình có nhắc tới ý này. Hồi nãy mình mới address xong cái ý là thiếu tương tác, đúng không? Bây giờ mình nói tới cái ý là thiếu engaging, thì nó depends on the professor, vào người dạy chứ không phải là vào cái mode mà mình dạy, được không? Thì đó chính là cách mình đi body một. Mọi người vẫn theo kịp ha? Tại vì mình phải clear trong cái mindset của mình, thì khi mình viết á nó mới dễ. Nhìn thử vô body 2 nha. Oh yeah, Mai Nguyệt, learning on site cũng là một từ mình thích dùng. Body 2 nè, mình nói tới cái benefits của cái trend này mà làm cho nó trở thành một cái positive trend. Ok, so đầu tiên mình có ba ý chính nè: cost efficient là tiết kiệm tiền, thứ hai là global reach là kiếm được nhiều học sinh hơn, là kiểu mình tiếp cận được toàn thế giới luôn những cái khóa online đó, thứ ba là pandemic proof, nghĩa là kiểu mình có thể chống lại những cái khủng hoảng về sức khỏe, ví dụ như pandemic kiểu COVID chẳng hạn. Ok ha, thì đầu tiên là học sinh không có cần phải đi học nè, no commute nè, không có tốn tiền phải ở trọ thuê ở trong trường nè. Đó, thì cái khóa học này nó trở nên cost efficient hơn và nó cũng dễ tiếp cận hơn cho nhiều người. Vì thế nên có thể là khóa nó rẻ hơn, đúng không? Global reach là gì? Khi mình dạy online thì đại học có thể tiếp cận nhiều bạn ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Đó là cái ý chính. Và đến pandemic proof ở đây thì mình đưa cái ví dụ của COVID, là hồi xưa ví dụ các bạn đang đi học đi mà đụng cái có COVID cái mọi người phải học online. Thì học online là cách để mà mình tiếp tục học, không có bị mất đi cái tính liên tục của cái khóa học của mình, right? Rồi ha, rồi. Let's try to write the sample as always. Rồi để mình coi, để mình nhớ lại coi là cái body là gì. Sorry, cái phần mở bài là gì? Mở bài thì người ta nói là many universities, đúng không? Sự thay đổi, ok. Sự thay đổi từ cái việc học truyền thống đến những cái khóa online, đúng không? Ok, thì cái gì đó nó spark debate hay là spark significant debate là những cái sự bàn cãi, những cái tranh cãi gì đó. Well, some argue that. The shift from thiếu engagement tôi là nghĩ là cái development này nó có nhiều cái lợi hơn là cái hại, đúng không? Positive trend. Nếu mà mình có thể mình giải quyết được những cái vấn đề tồn đọng liên quan tới những cái khóa học online này, đúng không? Especially
When the potential drawbacks are addressed. Rồi, ok ha. Thì bạn thấy ở đây sẽ là cái đây sẽ là cái quan mà màu này hơi khó nhìn ha. Đây sẽ là cái main idea của bạn. Mình sẽ để cái này đi. Đây sẽ là quan điểm của bạn trong body 1. Sorry, trong cái mở bài, được không? Có chỗ nào không hiểu trong lúc mình viết bài thì mọi người cứ cứ leave a comment ha. Thì mọi người nhìn cái mở bài, mọi người thấy là mình có chữ internet-based, đúng không? Internet-based courses thay cho chữ online courses nè. Có thể dùng chữ engagement. Câu nào chữ hay? Face to face mọi người thay đổi thành là in person. Ok. Rồi, bây giờ đoạn 1, body 1 thì mình sẽ nói về cái counter argument trước, sau đó mình sẽ quýnh lại cái counter argument đó. Ok. Đọc vậy được chưa? Một cái argument chống lại cái ý là học online á, là nó rất là thiếu thiếu sự tương tác, kiểu thiếu phải thiếu cái độ cuốn á, engaging, là người ta không có tham gia vô nhiều á, người ta bị thờ ơ á, và fail to replicate cái dynamic interaction ở một cái lớp học mà physical, là lớp học tại chỗ. Ok. Thì ở đây có một cái chữ replicate là kiểu nó tái hiện được cái sự tương tác, nó tái tạo được cái sự tương tác tương tự như là một cái lớp học face to face. Ok. Thì ở đây online learning nè cũng là một cách để mình paraphrase. Rồi bây giờ mình sẽ giải thích thêm là nó less engaging như thế nào. Các bạn cần có một câu giải thích thêm nha, chứ hiện tại thì nó chưa có rõ ý. Critics là những nhà phê bình cái ý kiến này. Thì thiếu thay vì mình nói là there are no non-verbal cues thì bạn sẽ dùng chữ the lack of, hay là the absence of, đúng không? Such as body language, contact, hello bạn à. Có, mình có đăng lại bên IT đó, IELTS with Dario. Ok, được chưa? Thì thiếu non-verbal cues thì nó dẫn tới là mình cái lớp học nó không có được kích thích, nó không có tạo cái sự hào hứng, thì đây là cái từ stimulating. Ok, đấy, đó, xong rồi sẵn mình highlight cụm non-verbal cues cho các bạn luôn nè. Rồi bây giờ tới cái phần mình đã giải thích xong cái ý là nó thiếu sự tương tác và nó không có engaging như thế nào rồi, đúng không? Bây giờ tới cái phần chửi, là cái phần này quan trọng để nó làm yếu đi cái luận điểm của người ta chứ. Thì mình phải nói tới những cái platform như là Zoom, ClassIn, nó có nhiều cái features để nó giúp nó bù đắp lại cái trải nghiệm học của người học, đúng không? Đó, thì cái nỗi lo này có thể được giảm
giảm tải bằng. Để ví dụ này. Ví dụ như mình rất là thích cái breakout rooms. Mình viết bài này tốt hơn là tại vì mình là thầy giáo nên mình cũng có nhiều trải nghiệm về cái việc học này. Life poles and real time, những cái buổi trả lời câu hỏi trực tiếp chẳng hạn. Đây ok chưa? However, cái concern này có thể được giảm thiểu, mitigate cái concern bằng những cái tools mình có. Platforms bla 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 có những cái interactive features. Ví dụ như những cái gì đó, đưa ví dụ ra. Đó, thì những cái này nó address được cái chuyện là người ta nói là học online thì nó không có engaging, nhưng mà no, it can be engaging, but you just need these tools to help. Đúng không? Rồi, ý thứ hai để mình nhớ lại coi. Ý thứ hai là đang nói về cái việc là engaging hay không thì nó còn tùy thuộc vào người dạy, chứ không hẳn là cái cách học là học online hay là học tại chỗ, đúng không? Đó. Thì additionally professor or nó bị gì ta? Chưa chưa gì đã nói người ta sai ngữ pháp rồi, nó gạch dưới kìa, chịu nổi không? Còn sai không? Hết sai, người ta sẽ hữu cách mà. Lecture teaching style. Rồi. Ngoài ra, ở đây thiếu chữ on. Ngoài ra, cái chất lượng khóa học nó còn tùy thuộc vào professor hay là lecturer's teaching style. Thay vì là cái cách, cái phương thức dạy, thì phương thức ở đây là cái mode. Mode of delivery, deliver cái lesson. Deliver là kiểu cái cách mình truyền đạt. Thì đó gọi là deliver nha các bạn, cách mình deliver cái lesson. Rồi mọi người đọc cái này thấy ok không? Nếu được thì tranh thủ chụp lại ha. Rồi bây giờ tới body 2 nè. Body 2 thì để mình nhớ coi. Nói tới những cái benefits của online learning, right? Nãy giờ mình có paraphrase của online learning là gì? Distance learning courses. Okay, let's copy this. Enhance interactivity là cái tính tương tác cao, tính tương tác nhiều hơn. Nghĩa là cái ý mình vừa nói ở trên, những cái interactive features nó làm cho cái interactivity trong lớp nó được tăng lên, thì là enhanced interactivity ha. Online courses. Benefits. Mình không chỉ nói về benefits, nhưng mà bạn phải link back tới cái việc là những cái benefit này nó làm cho cái trend này là một cái positive trend. Thực ra cái này giống như là dạng pros and cons thôi, nhưng mà cái cách mình nói thì nên cố gắng đưa nó về cái ý chính của bài nha, đó chính là người ta đang kêu bạn phân tích.
cái positive hay là negative trend. Ấy, chết rồi. Để chỗ này paraphrase một xíu. Thì vì nó cost effective như vậy thì nó làm cho cái việc học đại học nó dễ tiếp cận hơn cho mọi người, đúng không? Đó, nó rẻ hơn mà, thì nó dễ tiếp cận hơn thôi. This. Mà đặc biệt là những người mà không có khả năng học tại chỗ, tại vì nó mắc hơn, right? Especially those. Được không? In person. In addition to enhance interactivity, cụm này là một cụm hay nè, có thể học nè, liên quan tới cái chủ đề này. Distance learning courses, right? Cost effective nè. Đây là một cụm hay. Commute. Accessible to, có nghĩa là khi cái gì nó trở thành more accessible á, thì nó trở thành dễ tiếp cận hơn. Thì ở đây có cái chữ means ở đây cũng cũng have the means to nha các bạn. Có khả năng làm gì đó, được không? Khả năng ở đây liên quan tới tiền nhiều hơn. Có khả năng là have the means to do something. Second. Remote learning đi. Này chữ paraphrase remote learning. Remote learning, cái này là liên quan tới trường thay vì học trò, thì mình sẽ dùng một chữ khác hay hơn đi. Ok. Remote learning courses. Allow university. Nó giúp cho trường có thể tap into cái global market, thu hút học sinh from around the world đi, đúng không? Rồi, chỗ này để mình giải thích một xíu về cái ngữ pháp ha. Thì hiện tại mình đang nói tới cái thực trạng hiện tại, đúng không? Thực trạng hiện tại là người ta đang học online rất là nhiều. Cho nên ở đây á, mình có cái này nè. But attracting students from around the world who may not have otherwise been able to. Bây giờ đầu tiên mình nói tới cái, bỏ cái otherwise trước ha. Who may not have been able to. Nghĩa là nếu mà không có khóa online được launch trong quá khứ,
thì họ đã không có được học rồi, thì cái việc được học nó đã xảy ra rồi, cho nên chỗ này mình đang kiểu như là if ba đó, who may not have been able to. Còn cái otherwise ở đây là đang nói tới nó nhấn mạnh cái ý là nếu mà cái sự việc đó nó không có thì cái kết quả nó đã khác như thế nào. Nói chung là cái otherwise này nó hơi khó giải thích, cho nên là mọi người có thể bỏ qua chỗ này ha. Who may not have been able to. Thật ra nếu bạn bỏ otherwise thì có thể nghĩa nó vẫn ổn, chỉ là đưa cái chữ đó vô thì nghĩa nó rõ hơn thôi. Rồi. By increasing revenue. Okay. Okay, thì đó là họ tap into một cái global market, họ kiếm được nhiều học sinh hơn. Thì cái việc mở rộng này nó sẽ benefit cho cả institution. Cái gì vậy trời? Có bị gì không ta? Not sure what happens. Okay, let's continue. Okay, mọi người vẫn nghe mà đúng không? Rồi mình viết tiếp ha. Lastly thì mình sẽ nói tới cái ý là COVID. Ok. Cái này mình lấy lại ví dụ cũ ha. Rồi. Ok không? Thì không biết mấy phút nữa có bị out không ta? Thì nó bao 5 phút nữa bị out ta. Right. Thì when in person, mình nói cái ý thứ ba đi. Cái ý của cái đoạn này nè. Đây. Cái global pandemic á, nó đã cho thấy được cái vị trí quan trọng, vị trí thiết yếu của online learning trong cái việc là nó tiếp tục cái việc học trong cái khoảng thời gian mà có những cái khủng hoảng xảy ra, đúng không? Thì khi mà việc học tại chỗ, in person teaching, in person đây là một cái adjective nha mấy bạn. When in person teaching was disrupted, là bị cắt ngang during the COVID pandemic, thì online course nó cho học sinh một cái khả năng là tiếp tục học một cách là seamlessly, là kiểu học mà cái việc chuyển đổi từ offline sang online nó rất là mượt mà, thì gọi là seamlessly.
Ok, thì cái việc này nó đã prove được cái khả năng thích nghi cũng như là cái tính bền vững, cái sự resilience là gì ta? Các bạn nào dịch dịch giúp mình được không? Cái sự thích nghi dễ dàng của việc học online và cái resilience của this mode of learning. Ok. Bền bỉ hả? Không biết dịch, không biết dịch. Không phải nhất quán mọi người ơi. Kiên trì, cái tính kiên trì cũng không hẳn nữa, cái này là cái mode of learning mà kiểu resilient là mình có thể chống chọi lại được nhiều cái thử thách đó, có thể hiểu là như vậy. Kiên trì cũng được. Ok ha. Rồi xong, bây giờ tới phần conclusion. Thì thường mình sẽ có hai vế trong conclusion. Conclusion là while nói tới cái vế của đối phương, nhưng tôi tin rằng nói tới cái vế của mình, được không? Oh, có thể học là virtual đi, nãy chỉ có virtual classes. À. Xong rồi, nói tới cái ý tiếp theo là mình summarize lại những cái ý của body 2 của mình. Ok. Cái việc tăng tiếp cận nè, cái cost savings nè. Có thể là ensure continuity hay là ensure uninterrupted learning, đúng không? Hồi nãy là continuity rồi, bây giờ mình sẽ đổi thành cái chữ này để paraphrase một xíu. Ok, the practical benefits ví dụ như là saving cost nè. Cái này. Make thì ở đây là make ở đây là động từ của cái chữ benefits nha. Nguyên cái khoảng giữa này là mình đang paraphrase, mình đang summarize lại ý chính của cái body 2. Make the shift to online education a positive development. Cái này bao nhiêu chữ đây? Word count ở đâu ta? True hả? 390. Oh, cái này nó gần giống như cái bài mình đi thi thật. Ok, tại vì cái bài mình đi thi thật là tầm cũng cũng khá là dài đó, mọi người chắc phải trên 350. Để bây giờ mình highlight một số cái vocab hay ở đây cho mọi người luôn ha. Rồi, remote learning là một cái nè. Đấy. Ở đây có chữ tap into một cái market nè. Đó. Nhìn thấy ta. Give someone access to nè. Cho ai tiếp cận, nghĩa là cho ai đi học, cho ai cái tiếp cận việc học. Transition hả? Được, được, Alex. Ensuring continuity of learning nè. Đó. Rồi, in times of crisis cũng có thể làm được. Disrupt nè. Teaching was disrupted nè. Đó. Việc học bị gián đoạn nè. Continue một cách seamlessly. Ok, đây là một cụm từ mình rất là thích. Có thể học
chữ mode of learning nè, cái style học á, cái cách học gọi là mode of learning, ok ha. Engagement levels, chiến lược giảng dạy chẳng hạn, đó nói về cái phong cách dạy của thầy cô. Increased accessibility, ensure an interactive learning nè. Ok, thì mình nghĩ là đây là những cái khá là ổn. Maybe nó hơi ấy phải không? Để mình thu nhỏ lại xíu cho mọi người chụp ha. Rồi cho mọi người một ít thời gian để chụp chụp màn hình lại nè. Đây, hai hai body một trước đi, hai body này trước đi. 5 giây 5 giây. Mọi người có câu hỏi nào cho writing không? Cho writing test 2 không? Hay là mọi người có câu hỏi nào cho cái bài mình vừa viết không? Bài này thì mình có nhiều trải nghiệm rồi cho nên là mình viết lẹ lắm, viết tầm 30 phút à. Tại vì mình cũng là giáo viên cho nên là đi thi gặp cái đề về education thì viết khá là ổn. Rồi mọi người, nếu mà ai mà sắp thi thì đăng ký qua bên mình để được chiết khấu nha. Chào bạn Hoa Hồng, định live của mình thì chưa có cố định đâu nhưng mà tầm 9 giờ rưỡi mình sẽ live một 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 buổi tối nào đó trong tuần ha. Đó thì chắc là may mắn thì bạn sẽ được TikTok notify, thì các bạn muốn được thông báo thì bạn bấm follow đi. Ok, bấm follow đi thì hôm sau nó sẽ báo mấy bạn là mình đang online thì mấy bạn có thể vô coi luôn. Nhưng mà mình sẽ đăng lại trên IT cho mấy bạn coi lại. Mọi người nhớ lên IT tìm tìm ios.to để xem lại những cái live mình đăng nha, nhưng mà sorry là nó sẽ hơi chậm hơn ở trên này. Rồi các bạn Alex hỏi là mình nên luyện tập writing task 2 như thế nào? Theo mình nghĩ nha, bạn nên đây là cái body tiếp theo, bạn nên đọc nhiều thay vì viết. Tại vì mình thấy là mình không có luyện viết nhiều đâu, nhưng mà mình đọc bài mẫu khá là nhiều của một số nguồn của examiner viết, cũng như là bạn bè của mình viết mà những người được điểm cao á, mình học hỏi thêm. Rồi bạn có thể kêu ChatGPT viết nè, hay là AI viết nè, xong rồi bạn học cái văn phong, tại vì văn phong của họ là văn phong của người bản xứ đó, cho nên họ viết cũng khá ổn. Ok, đọc nhiều vô để mình có idea cũng như là mình tiếp tiếp nhận thêm được những cái vocab hay. Sau đó đi thi thì ở đây có một cụm hay quá. Đi thi thì bạn sẽ dễ, bạn bạn tuôn trào ý tưởng hơn. Ok. Nhưng mà chắc chắn là bạn phải đọc nhiều topic khác nhau để mình có idea nữa. Hoặc là bạn có thêm trải nghiệm bản thân để mình có idea mình viết nó mới hay được. Một số văn mẫu của thầy Simon cũng viết hay nè. Cô Liz, Ios Liz cũng hay. Pauline Cullen cũng hay. Để viết một số cái tên ra cho mọi người ha. Đó. Đây. Nhắc lại luôn nha. IELTS list nè. Pauline Cullen nè. IELTS Advantage nè. Web, cái blog của họ thì viết cũng hay. Simon IELTS nè. Đó, một số cái trang blog này thì họ viết cũng khá là hay. Hoặc của thầy Kiên, thầy Travis ở ngoài Bắc á, viết cũng rất là hay. Có nhiều bài mẫu trên page của mấy thầy á. Mấy bạn vô, mấy bạn coi thử những cái bài mẫu đó. Ok ha. Còn Brian Hồ hỏi gì ta? Chưa kịp coi em hỏi nữa. Brian hỏi gì về em? Tiêu chí writing cao là như thế nào? Là em phải viết rõ ràng ý. Em diễn giải nó ra, là em có một câu chung chung, sau đó em có một câu diễn giải. Nếu được thì cho thêm một cái ví dụ nữa. Và dùng từ vựng một cách chuẩn xác thì là đó là cách để em nâng writing cao.
và cố gắng hạn chế những cái lỗi ngữ pháp không 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 cần thiết ha. Rain Test 1 hả? Bị chi tiết quá tất cả số liệu. Em pick những cái nào mà nó gọi là đặc biệt thôi, những cái nào mà nó nhất, cao nhất, thấp nhất thì mình report sâu hơn về những cái đó. Ngoài ra em tìm thử coi là mình so sánh, pick ra những cái nào mà nó interesting, nó thú vị để mình so sánh. Chứ em mà đi phân tích hết tất cả các số liệu là sẽ bị không kịp thời gian và bị trừ điểm á. Ok. Cái này cũng là nên đọc thử văn mẫu. Ủa Thái chụp được bao nhiêu cái paragraph rồi em? À hôm nào viết thử process hả? Ok luôn. Process thì hơi đáng sợ đó. Để mình chơi một lèo 2-3 đề process luôn ha mọi người. Chưa suy nghĩ ra tên. Ok, làm sao để viết task one overview hay? Em sẽ để ý đến những cái ý lớn nhất, nhỏ nhất để em pick ra những cái ý đó em đưa trong overview thôi. Ví dụ như là overall thì con số lớn nhất là nó thuộc về cái này và con số nhỏ nhất là nó thuộc về cái này. Hoặc là cái này chiếm tỷ trọng lớn nhất, cái kia chiếm tỷ trọng nhỏ nhất. Ok. Hoặc là nói về line graph thì em có là cái này sẽ là xu hướng tăng trong khi cái kia thì là xu hướng giảm. Nói những cái chung chung nhất thôi. Đừng có đưa con số cụ thể vô overview paragraph. Ok. Su su shop yêu thầy lắm. Cảm ơn. Thì các bạn nhớ một cái nguyên tắc là overview của task 1 thì viết chung chung để ý đến những con số lớn nhất, nhỏ nhất thôi và những cái trend nào mà nó tổng quan nhất có thể observe được, có thể quan sát được và không bao giờ đưa số liệu vô cái đoạn overview hết. À, cảm ơn Emily. Hi hi. Ủa, từ từ, nãy giờ cứ tìm câu hỏi của Brian mà. Em có thể copy paste lại câu hỏi được không? Tại vì không không kéo lên trên không không biết là em hỏi chỗ nào á. À, không thấy câu hỏi của em luôn á. Paste lại câu hỏi nha, Brian. À, task 2 dạng what extent do you agree thì mình triển khai dạng bài như thế nào? Ok, nếu được thì em cũng nên làm theo cái kiểu như cái bài ngày hôm nay luôn, có nghĩa là mình sẽ nghĩ ra hai quan điểm nào mà nó có thể trái ngược nhau so với là cái statement của đề cho. Đó, thì em sẽ address cái counter argument luôn cho đoạn 1. Nghĩa là đoạn 1 thì mình nghĩ tới những cái hướng nào nó ngược lại với lại cái quan điểm của mình á. Mình giải thích ra tại sao họ cũng có lý. Sau đó mình lại bẻ lại luận điểm của họ. Sau đó qua tới body 2 thì em giải thích tại sao luận điểm của em có lý thôi. Nó cũng tương tự như cái bài này luôn á. Ok. Còn nếu mình muốn viết đơn giản hơn á thì mình nên viết balance 50-50 thôi cũng được. Thế này cũng có lý mà thế kia cũng có lý nữa. Còn nếu mà em viết là hai đoạn cùng nghiêng về một hướng thì cũng được luôn, đưa hai lý do mỗi đoạn một lý do khai triển cũng ok luôn. Rồi ok ha. Rồi mong gặp lại mọi người trong các phiên live tiếp theo ha, nãy giờ nói hơi cũng gần tiếng rưỡi rồi. Hơi đau họng rồi. Ok. Yên tĩnh quá. Ok bé Tuấn. Trần Mận. Cảm ơn bạn đã khen giáo trình của bên mình hay nha. Rồi nếu các bạn có quan tâm tới khóa luyện thi IELTS thì các bạn cũng có thể nhắn cho Page IELTS with Radio để bên mình có thể tư vấn cái lộ trình cho mấy bạn ha. Đó, cố gắng lên để writing xịn sò. Hồi trước mình chỉ quan tâm tới speaking thôi nhưng mà sau này bắt đầu thích writing hơn nhiều rồi. Ok, maybe bữa sau mình sẽ làm một cái đề phân tích viết một số cái đề writing task 1 process nó kinh kinh cho mấy bạn ha. Alright, vậy đi. Let's call it a night and I will see you guys in subsequent live streaming sessions, okay? Cảm ơn mọi người vì 7.300 tim nha. Thank you so much. Bye.